Chào tất cả các anh chị thân mến. Chào mừng các anh chị đã đến với podcast của Tuệ Trading. Thì đây là nơi tôi chia sẻ các kiến thức về phát triển bản thân, về trading và đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực crypto. Các anh chị có thể ghé thăm website tuetrading.com để có thể nhận được nhiều thông tin giá trị ở trên đó. Thì trong cái tập podcast này là một cái tập podcast khá là đặc biệt. Tôi sẽ chia sẻ cho các anh chị một cái tư duy, một cái ý chí và một cái nghị lực để các anh chị có thể có niềm tin vào chính bản thân của các anh chị để các bạn có thể vươn lên được trong cuộc sống. Bởi vì bản thân tôi cũng may mắn biết được cái điều này và tôi có niềm tin vào chính bản thân mình. Thế nên khi mà biết được những điều này, tôi cũng mong muốn chia sẻ lại cho các anh chị thì giúp được một ai đó cũng là cái niềm vui của tôi rồi. Thì các anh chị biết là trong cái nhóm đầu tư dài hạn chuyên sâu của mình, khi mà mình làm việc với khá nhiều anh chị, thực sự là những anh chị rất là tài năng mà bản thân mình cũng học được từ những anh chị đó rất là nhiều. Từ cái cách họ vươn lên, từ cái cách họ vượt qua được những cái nghịch cảnh, từ cái cách mà họ giáo dục con cái, cũng như là từ cái cách họ xây dựng doanh nghiệp. Thì hôm trước có một chị học viên, chị ấy khá là lớn tuổi, chị ấy là một chủ doanh nghiệp, cũng là kinh doanh rất là thành công. Thì khi chị ấy tìm hiểu về cái thị trường crypto này để đầu tư, thì chị ấy tìm hiểu và định hướng cho hai con của chị ấy là cùng nhau học tập. Thì trong quá trình mà mình trò chuyện thì mình thấy cái tư duy, cái cách tiếp cận của chị ấy khá là hay. Và mình quyết định mình share cái video đó lên trên YouTube. Thì khi mà mình share lên trên kênh YouTube với các anh chị thì có một bạn comment như vậy này: ước gì mình có được một cái người mẹ tuyệt vời như thế này, thì chắc chắn là Elon Musk cũng không phải là đối thủ của mình. Thì khi mà đọc được cái comment này các anh chị, thì mình có cái suy nghĩ là mình sẽ làm cái tập podcast này. Bởi vì với cái suy nghĩ như vậy các bạn cũng không hẳn là không đúng. Tuy nhiên mình muốn chia sẻ cho các bạn cái điều này các anh chị này. Nếu các bạn có đọc qua cái tiểu sử của Elon Musk thì các bạn cũng biết được rằng là Elon Musk xuất phát điểm trong một cái gia đình cũng không có điều kiện. Và thực ra các anh chị, cá nhân mình trong quá khứ mình cũng từng ao ước là được sinh ra trong một gia đình có ba mẹ giàu có này, có điều kiện, thì mình sẽ đỡ vất vả hơn, mình cũng sẽ có những cái điều kiện thuận lợi hơn so với những anh chị khác. Thì trong quá khứ mình đã cũng từng suy nghĩ như vậy các anh chị. Nhưng mà thực sự đến cái thời điểm hiện tại nha các anh chị, là mình rất là biết ơn ba mẹ của mình. Biết ơn là cái điều kiện không thuận lợi nha các bạn, nó rèn luyện con người của mình, giúp cho mình là có cái ý chí, có cái nghị lực, có cái khả năng vượt qua được những cái thử thách, và cũng có những cái ước mơ, cũng có những cái hoài bão. Các bạn thấy là tại thời điểm này mình đang làm cái kênh YouTube này đúng không? Mình chia sẻ lại cho các anh chị một số cái trải nghiệm, những cái hành trình mà mình đã đi qua. Và thực sự trong quá khứ nha các anh chị, mình không bao giờ mình có cái suy nghĩ là mình có thể làm được một số cái điều như hiện tại. Thế nên các bạn, có một cái câu nói rất là hay mà mình muốn chia sẻ lại cho các anh chị trong cái tập podcast này, là cái điểm xuất phát không quyết định được điểm kết thúc. Nếu các anh chị muốn thực sự đào sâu về cái việc phát triển bản thân, nếu các bạn thực sự muốn đào sâu, các bạn tìm hiểu về Rockefeller, ông vua dầu mỏ, có một cuốn sách rất là hay là 38 lá thư Rockefeller gửi cho con trai. Thì thực sự với cá nhân mình đánh giá đây là một cái cuốn sách rất là hay, đây là một cái cuốn sách kinh điển, đây là một cái cuốn sách mà mình khẳng định các bạn luôn là tinh hoa về cái việc dạy con cái, tinh hoa về cái việc là truyền động lực và cái ý chí vươn lên mà các bạn phải nên đọc một lần trong đời các bạn. Thì cái cách mà người cha định hướng và dạy bảo con rất là hay, nó rất là trí tuệ, nó rất là chiều sâu. Và thực sự là mình đã đọc cái cuốn sách này rất nhiều lần các bạn. Thực sự nếu ai đọc được, mình nói các anh chị là nó thực sự rất là trân quý. Mình sẽ review một xíu cho các bạn thấy. Thì trong cuốn sách các anh chị, người cha nói với người con là cái việc là người cha để lại cho người con một cái điểm xuất phát cao trong sự nghiệp để có cái cơ hội thăng tiến nhanh chóng mà không cần phải bôn ba. Dĩ nhiên điều này chẳng có gì đáng để ăn mừng và khoe khoang. Điều kiện thuận lợi không phải là cái thứ mà nên tự hào. Các bạn hiểu không? Các bạn lưu ý kỹ là xuất phát điểm của cuộc đời của mỗi người hoàn toàn khác nhau, nhưng không có nghĩa là kết quả cuối cùng của cuộc đời chúng ta sẽ được định đoạt bởi xuất thân. Các bạn nhớ kỹ điều đó. Thế nên khi các bạn hiểu được điều này các bạn, thì mình chỉ nói các anh chị là xuất phát điểm nó rất là quan trọng, nhưng không có nghĩa quyết định được cuộc đời của các bạn. Ba mẹ các anh chị nghèo khó đúng không? Không có nghĩa rằng các bạn cũng sẽ nghèo khó. Nếu các anh chị mà nghèo thì cũng không có nghĩa con cái các bạn sau này nó cũng sẽ nghèo.
mọi thứ nó sẽ quyết định bởi chính các anh chị, bởi cái cách mà các bạn định hướng. Thế nên bản thân tôi chỉ nói các anh chị là điểm xuất phát không quyết định được cái điểm kết thúc. Các anh chị hãy nỗ lực từ bây giờ, các anh chị hãy vươn lên từ bây giờ. Thì thứ nhất á, là nó sẽ cải thiện được cái cuộc đời của các anh chị, cải thiện được, thay đổi được cái cuộc sống của các bạn theo một cái chiều hướng tích cực hơn. Rồi tiếp theo nữa, các bạn vẫn có thể là để lại cho con của các bạn một cái điều kiện xuất phát điểm tốt hơn. Có một cái câu nói như thế này rất là hay các anh chị này. Thế giới chúng ta giống như một ngọn núi. Khi cha mẹ sống trên đỉnh núi, con cái đã được định sẽ không sống dưới chân núi. Và ngược lại, khi cha mẹ sống dưới chân núi, con cái đã được định trước là sẽ không thể nào sống trên đỉnh núi được. Trong hầu hết các cái trường hợp á, thì vị trí của cha mẹ sẽ quyết định đến cái điểm xuất phát của cuộc đời của con cái. Nhưng xuất phát điểm của mỗi cuộc đời con người chúng ta hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng cái điều này không có nghĩa là kết quả cuối cùng của cuộc đời chúng ta sẽ được định đoạt bởi xuất thân. Thế nên á, tôi chỉ nói các anh chị này, nếu các bạn hiểu được điều này á, thì cái việc của các bạn là thôi đổ lỗi, không oán trách, không cái việc á, là tự ti về cái xuất phát điểm của các anh chị, mà hãy nỗ lực, hãy vươn lên các anh chị. Bởi vì bản thân tôi thấy tại thời điểm bây giờ này, các bạn thấy cái sự bùng nổ của Internet, sự bùng nổ của cái thế giới phẳng cho phép các anh chị học tập và đào sâu tiếp cận nhanh hơn so với là nhiều năm trước đây. Tiếp theo nữa, các bạn thấy là hiện tại bây giờ nó có rất nhiều những cái cơ hội mà các anh chị có thể nắm bắt được. Thế nên thay vì cái việc tự ti, thay vì cái việc là trách là mình không có cái điều kiện tốt, thì hãy nỗ lực các anh chị. Tôi tin chắc chắn luôn, khi các anh chị nỗ lực thì chắc chắn là các bạn sẽ thay đổi được cái vị thế của các anh chị. Và từ đó các bạn cũng có thể là cải thiện được cái điểm xuất phát của con cái các bạn, nó sẽ tốt hơn các anh chị rất là nhiều trong quá khứ. Thì thông qua cái tập podcast này, tôi cũng muốn chia sẻ đến các anh chị là cái thông điệp hãy luôn nỗ lực các bạn. Các bạn không thể chọn cái nơi các bạn sinh ra, nhưng các anh chị có quyền quyết định được các anh chị sẽ chọn cái nơi các bạn sống, sẽ chọn cái cách các anh chị sẽ sống như thế nào. Thì hy vọng là cái podcast này giúp ích được cho các anh chị. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Nếu các bạn thấy cái podcast này hay và ý nghĩa, thì các anh chị có thể like hoặc là chia sẻ để nhiều người họ biết đến hơn nữa. Thì hy vọng giúp được một ai đó thôi cũng là một cái niềm vui của tôi rồi. Hẹn gặp lại các anh chị trong những số podcast tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt các anh chị.